Chuyện tình đẹp của vợ cũ Bằng Kiều và bạn trai mới kém tuổi. Sau hơn 6 năm ly hôn Bằng Kiều, DJ Phương Trinh đã tìm được người đàn ông mới của cuộc đời. Cô vô cùng hạnh phúc và thường xuyên chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào của mình với nửa kia. Theo đó, người yêu hiện tại của DJ Phương Trinh có tên Tommy Nguyễn, sống ở miền Bắc California, Mỹ. Anh kém cô 2 tuổi và nói không rành tiếng Việt vì đã sống ở Mỹ từ nhỏ. Trước khi thành đôi, Tommy Nguyễn là fan ruột của DJ Phương Trinh. Từ ngày công khai tình mới, vợ cũ Bằng Kiều không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh tình cảm của hai người lên mạng xã hội. Cô cho rằng việc công khai danh tính bạn trai là cách để bày tỏ sự trân trọng với tình cảm của người ấy. Ngày Valentine vừa qua, cô cũng chia sẻ hình ảnh chụp chung của hai người với lời nhắn nhủ ngọt ngào tới bạn trai. Vào ngày 23 tháng 7 2019, em đã viết cái status ở dưới và đúng một năm sau, em đã tìm được một nửa thất lạc kia của mình. Thì ra, anh cũng đã đi khắp nơi để tìm kiếm một nửa kia của mình, ngày xưa bị thất lạc và cuối cùng chúng ta đã tìm được nhau. Hy vọng chúng ta sẽ không để lạc mất nhau một lần nữa. Happy Valentine baby! Nhân dịp lễ Valentine, xin chúc tất cả những gì hạnh phúc nhất mà trái tim các bạn đang mong muốn nhé! Hôm nay mới là ngày Valentine của chàng và nàng, vì hôm lễ tình nhân, chàng phải làm tài xế cho nàng đi hát rồi làm tài xế cho con nàng. Đừng hỏi chúng ta sẽ ở bên nhau bao lâu, mà chỉ nên hỏi là em có hạnh phúc trong lúc này không? DJ Phương Trinh viết đính kèm những hình ảnh cả hai đi ăn hậu Valentine. Cả hai hiện đang vô cùng hạnh phúc, người yêu mới của DJ Phương Trinh được các con của cô rất quý mến. Anh chăm sóc chúng tận tình chu đáo. Chính cô cũng đã xin phép chồng cũ Bằng Kiều cho người yêu mới của mình thay anh một phần chăm lo cho các con chung của họ. Bằng Kiều rất văn minh khi đồng ý và vui mừng vì điều đó. Trước đó, cả hai mới quen nhau, DJ Phương Trinh gặp sự cố bà mất đột ngột. Chính Tommy là người đàn ông đã luôn bên cạnh, an ủi động viên cô. Thậm chí, anh còn thay cô chăm sóc các con những lúc gia đình cô gặp chuyện. DJ Phương Trinh gây chú ý khi đăng tải bức hình ngồi giữa người mới và người cũ. Hôm nay ba người gặp nhau ở đám tang của một người thân, ngồi ở giữa hai người đã làm mình chợt hiểu ra vì sao năm xưa mình đã lấy người bên trái làm chồng và vì sao mình lại chọn người bên phải để làm bạn đời hiện tại. Cảm ơn sự tử tế của hai anh đã dành cho nhau. Chính sự tử tế này sẽ mang lại hạnh phúc cho những đứa nhỏ trong gia đình này và là tấm gương sáng để chúng noi theo. Hãy tử tế với đời và với người, đời và người sẽ tử tế lại với bạn, DJ Phương Trinh viết. DJ Phương Trinh cho biết, bạn trai cô không phải là người trong giới showbiz, anh sống khá khép kín và không công khai nhiều hình ảnh trên trang cá nhân của mình. Phản ứng bất ngờ của mẹ Bằng Kiều khi con dâu cũ có tình mới. Mới đây, khi con dâu cũ tiết lộ có tình mới, mẹ Bằng Kiều vui mừng gửi lời chúc mừng. DJ Phương Trinh tự hào khi vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng cũ, ngay cả khi đã đường ai nấy đi với Bằng Kiều. Trên trang Facebook cá nhân, DJ Phương Trinh đăng tải bài viết chia sẻ về mối quan hệ với mẹ chồng cũ. Nữ ca sĩ cho biết dù cô và Bằng Kiều đã đường ai nấy đi, nhưng cô vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng. Giọng ca bạc tình viết, chuyện khó tin nhưng có thật, không những chồng cũ chúc phúc khi vợ cũ có tình mới, mà mẹ chồng cũ cũng vui mừng cho con dâu cũ của mình. Cũng trong dòng trạng thái này, nữ ca sĩ tiết lộ khi biết cô có bạn trai mới, mẹ của Bằng Kiều vui mừng bởi bà luôn mong cô được hạnh phúc. Cô chia sẻ thêm, mẹ nói mẹ mong con lúc nào cũng hạnh phúc, mẹ mừng cho con. Phải thật vui, thật hạnh phúc con nhé, cảm ơn những lời chúc của mẹ. Con là người phụ nữ hạnh phúc nhất trong lúc này, nhưng không phải với tình yêu mà con đang có, mà do sự tử tế và sự quan tâm của gia đình chúng ta dành cho nhau. Đoạn chia sẻ của nữ ca sĩ sinh năm 1966 ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Mặc dù đã chia tay với Bằng Kiều, nhưng Gigi và mẹ nam ca sĩ sinh năm 1973 này vẫn thân mật, gọi nhau là mẹ con và vẫn dành cho nhau hai tiếng gia đình. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách cư xử văn minh cũng như tình cảm mà nữ ca sĩ và mẹ chồng cũ dành cho nhau. 3 ngày trước, Gigi Phương Trinh nhận được sự quan tâm của dư luận khi bất ngờ đăng tải hình ảnh tình mới và ca sĩ Bằng Kiều, chồng cũ của cô trong một bức hình. Hôm nay ba người gặp nhau ở đám tang một người thân, ngồi ở giữa hai người đã làm mình chợt hiểu ra vì sao năm xưa mình đã lấy người bên trái làm chồng và vì sao mình lại chọn người bên phải để làm người bạn đời hiện tại. Cảm ơn sự tử tế của hai anh đã dành cho nhau. Chính sự tử tế này sẽ mang lại hạnh phúc cho những đứa nhỏ trong gia đình này và là tấm gương sáng để chúng noi theo. Hãy tử tế với đời và với người, đời và người sẽ tử tế lại với bạn, DJ Phương Trinh cho biết.
Được biết, do có mâu thuẫn không thể giải quyết được, nên vào năm 2013, cặp đôi Tri Di Phương Trinh Bằng Kiều đã đi đến quyết định chia tay sau hơn 10 năm kết hôn. Dù vậy, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết và cùng nhau nuôi dạy các con trưởng thành. Thời điểm công khai tình mới, Tri Di Phương Trinh cũng đã xin phép Bằng Kiều cho phép người đàn ông này được chăm lo, nuôi nấng các con khi nam ca sĩ vắng mặt. Để đáp lại, Bằng Kiều cũng gửi lời chúc mừng đến ba bạn và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến người đã sinh và nuôi nấng chăm sóc ba người con của mình. Dù đã công khai về tình mới trên trang Facebook cá nhân từ tháng 10/2019, nhưng vì ngại ồn ào về chuyện riêng tư nên mãi cho đến gần đây, Tri Di Phương Trinh mới có những chia sẻ về người tình mới thông qua trang YouTube của bạn thân Cam Thơ. Theo Tri Di Phương Trinh, cứ để người ấy trong bóng đêm cũng tội nghiệp, không công bằng cho và cũng làm xuất hiện những thông tin sai lệch với anh. Vì vậy nên công khai người yêu là cách để Tri Di Phương Trinh bảo vệ và trân trọng tình cảm của người tình. Giọng ca Tình Yêu Không Đến cho hay, anh không phải là người trong showbiz, anh thua tôi 1,5 tuổi và cũng là một người hâm mộ của tôi trước khi quen nhau. Anh sống ở miền Bắc California, Mỹ. Anh không rành tiếng Việt vì qua Mỹ từ nhỏ năm 1975 nên nói lờ lỡ. Anh là người lớn tuổi nhất trong số những người tôi quen từ 25 năm qua. Vì gần bằng tuổi nên hai đứa có nhiều sở thích giống nhau, nói ra điều gì là hiểu nhau ngay. Có những cái rất nhỏ vẫn hiểu nhau. Anh không phải đại gia giàu có, không phải người có địa vị xã hội, không phải hot boy, nhưng anh có những gì tôi cần trong lúc này. Phương Trinh kể tâm sự ngồi giữa Bằng Kiều và tình mới. Mới đây, Tri Di Phương Trinh, vợ cũ của nam ca sĩ Bằng Kiều, chia sẻ bức ảnh cô ngồi giữa Bằng Kiều và tình mới trong một đám tang của người thân. Hôm nay, ba người gặp nhau ở đám tang của một người thân, ngồi ở giữa hai người đã làm mình chợt hiểu ra vì sao năm xưa mình đã lấy người bên trái làm chồng và vì sao mình lại chọn người bên phải để làm người bạn đời hiện tại. Cảm ơn sự tử tế của hai anh đã dành cho nhau. Chính sự tử tế này sẽ mang lại hạnh phúc cho nướng đứa nhỏ trong gia đình này và là tấm gương sáng để chúng noi theo. Hãy tử tế với đời và với người, đời và người sẽ tử tế lại với bạn, Tri Di Phương Trinh viết. Sau đó, chính Bằng Kiều cũng chia sẻ lại bài viết của vợ trên trang cá nhân với lời nhắn hài hước. Người yêu mới của người yêu cũ đây chứ đâu, bà bạn nói chuẩn, cứ tử tế là mọi thứ cứ tốt đẹp, chả đi đâu mà thiệt. Ở phần bình luận, nhiều bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ bày tỏ họ thực sự nể phục cách hành xử văn minh của Bằng Kiều và vợ cũ sau chia tay. Một bạn đọc bình luận, đây là cách vợ chồng ly hôn văn minh nhất nếu muốn vì con, họ không nhất thiết phải chịu đựng nhau và điều cần làm là hãy tử tế với nhau. Em luôn ngưỡng mộ cách anh chị hành xử sau ly hôn. Chuyện tưởng như chỉ có trên phim, lại có cả ngoài đời thực. Chúc anh chị mọi điều tốt đẹp, một người khác bày tỏ. Cuối năm 2019, Tri Di Phương Trinh chia sẻ đã tìm được bờ vai mới trong cuộc đời. Kèm theo công khai người mới, cô cũng nhắn nhủ xin phép chồng cũ cho bạn trai mới của mình được giúp anh một phần chăm sóc các con của họ. Anh đã đến đúng lúc trong những chuỗi ngày đau buồn và hụt hẫng nhất trong đời. Anh đã làm bờ vai cho em tựa, ở bên cạnh để an ủi và lo cho bốn mẹ con em. Vòng tay anh đã mở rộng để ôm mấy mẹ con em vào lòng và cho em cảm nhận được như thế nào là tình yêu. Xin phép ông bạn cho anh ấy được phụ lo và giúp em dạy dỗ các con của chúng ta khi anh vắng mặt. Anh yên tâm là tình cảm của mẹ sẽ không bị chia sẻ, mà ngược lại các con sẽ có thêm một người để yêu thương chúng. Đáp lại lời vợ cũ, Bằng Kiều cũng rất văn minh, gửi lời chúc mừng cô trên trang cá nhân. Vậy là cuối cùng bà bạn tôi cũng tìm được người đàn ông để dựa, để bầu bạn và chia sẻ. Quan trọng hơn, các con chúng ta có thêm một người cha yêu thương tụi nó vô điều kiện, anh viết. Trong khi vợ cũ đã có bến đỗ mới, Bằng Kiều chia sẻ, anh vẫn là một người độc thân vui tính. Anh cũng bày đi bày lại giữa Mỹ và Việt Nam để hoàn thành tốt công việc.